Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài thơ Con Cò của nhà thơ Chế Lan Viên. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả. Tác giả là Chế Lan Viên, sinh năm 1920, mất năm 1989. Tên khai sinh là Phan Ngọc Hoan, quê ở Cam Lộ, Quảng Trị. Ông là nhà thơ xuất sắc của nền thơ hiện đại Việt Nam, với phong cách thơ mang đậm tính chất triết lý, chất trí tuệ và tính hiện đại. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác phẩm. Bài thơ Con Cò trích trong tập Hoa Ngày Thường, Chim Báo Bão, viết năm 1967. Bài thơ thông qua hình tượng con cò, một hình ảnh quen thuộc của những bài hát ru trong ca dao, để muốn đề cao tình mẫu tử thiêng liêng, khẳng định ý nghĩa của lời ru đối với cuộc đời con người. Thể thơ của bài là thể tự do. Bài này có thể chia làm 3 phần. Đoạn thứ nhất là hình ảnh con cò qua những lời ru tuổi ấu thơ. Đoạn thứ hai là hình ảnh con cò đi vào tiềm thức của tuổi thơ, trở nên gần gũi và sẽ đi theo đứa bé suốt cuộc đời. Đoạn thứ ba là từ hình ảnh con cò, nhà thơ suy ngẫm về triết lý và ý nghĩa của lời ru của tình mẹ đối với cuộc đời mỗi con người. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu hình ảnh con cò qua lời ru của mẹ. Con còn bé trên tay, con chưa biết con cò, nhưng trong lời mẹ hát có cánh cò đang bay. Con cò bay la, con cò bay là, con cò cổng phủ, con cò đồng đăng. Cò một mình cò phải kiếm lấy ăn, con cò mẹ con chơi rồi lại ngủ. Rõ ràng ở trong đoạn 1 này, tác giả đã miêu tả hình ảnh con cò xuất hiện trong đời sống của nhân vật trữ tình con từ thuở bé, được mẹ bế trên tay. Tác giả đã đưa ra nhiều câu ca dao với lời mở đầu bằng con cò. Nhiều lần hình ảnh con cò xuất hiện trong đoạn thơ. Hồi ức về cánh cò với tuổi thơ chắp cánh như hồi ức về người mẹ, nói theo thi pháp thơ xưa, gợi hứng cho cảm xúc về người mẹ thân thương, về tuổi thơ bình yên hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của mẹ. Con chưa biết con cò, nhưng trong lời mẹ hát có cánh cò đang bay. Những lời ca của mẹ dùng để hát ru con, nói về những cánh cò nhọc nhằn kiếm ăn, cô đơn nhỏ bé giữa mênh mông bao la đến rợn ngập của cõi đời. Con no đủ yên ấm bên mẹ, nhưng ngoài kia biết bao nhiêu người còn vất vả. Tác giả sử dụng thủ pháp đối lập giữa một bên là con cò cô đơn phải lặn lội kiếm ăn, và một bên là con có mẹ chăm sóc. Thân phận cô đơn, nhỏ bé, khổ đau bị bao nhiêu đe dọa của con cò khiến cò trở thành một nhân vật đáng thương. Con cò ăn đêm, con cò xa tổ, cò gặp cành mềm, cò sợ sáo măng. Những câu này lấy ý từ trong bài ca dao Con cò mà đi ăn đêm. Các từ ngữ chỉ không gian, bay la bay lả, đêm, xa tổ, tô đậm thân phận khốn khó đáng thương của cò. Con cũng được mẹ gọi là cò, nhưng con quyết không để, như mẹ quyết không để cho con có số phận bé bỏng cô đơn khốn khổ như con cò. Mẹ trải rộng đôi cánh tình yêu che chở cho con. Ngủ yên, cò ơi chớ sợ, cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng. Điệp khúc ngủ yên tạo âm hưởng chủ đạo lấy đi lấy lại trong ba đoạn thơ với những biến tấu khác nhau, tạo thành cấu trúc ba thành phần, lời ru, cánh cò và giấc ngủ, diễn tả tình yêu thương sâu nặng, sự trìu mến của mẹ dành cho con. Khi ấy, con chưa hiểu nghĩa những lời mẹ hát, lại càng chưa thể biết những gian nan đang chờ đợi con ở phía chân trời. Con chỉ có cảm giác sức sống thấm đẫm trong lời của mẹ, chỉ có cảm giác no ấm an toàn trong vòng tay mẹ. Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân, con chưa biết con cò con vạc, con chưa biết những cành mềm mẹ hát, sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân. Nghệ thuật xử lý nhịp điệu cũng tỏ ra rất tinh tế. Nhịp ngắn 4 chữ, 5 chữ phù hợp với nhịp hát ru, cũng gần với nhịp của các bài đồng dao. Khi suy tưởng về tình mẹ, tác giả chuyển sang câu thơ dài 7 đến 8 chữ. Sự chuyển đổi nhịp thơ rõ ràng gắn với sự vận động của thời gian, nhịp hát ru. Nó đưa ta về tuổi thơ còn nằm trong nôi. Nhịp thơ suy tưởng lại dẫn con trở về với điểm nhìn hiện tại, khi con khôn lớn, hiểu ra được những giá trị của lời mẹ ru.
Tiếp theo chúng ta đến với đoạn thứ hai. Đoạn này miêu tả hình ảnh con cò trong cuộc đời mỗi con người. Ngủ yên, ngủ yên, ngủ yên, cho cò trắng đến làm quen. Cò đứng ở trong nôi, rồi cò vào trong tổ. Con ngủ yên thì cò cũng ngủ, cánh của cò hai đứa đắp chung đôi. Mai khôn lớn, con theo cò đi học, cánh của cò bay theo gót đôi chân. Đoạn thứ hai chuyển mạch cảm xúc và hình tượng thơ. Điệp khúc ngủ yên lấy 3 lần tương ứng với điệp khúc lớn lên cũng được lấy 3 lần, báo rằng đoạn thơ này dành phần nhiều cho tâm tình của mẹ khi ru con. Những cánh cò trong lời ru của mẹ ẩn chứa tình mẹ yêu thương con, ẩn chứa khát vọng về ngày mai con khôn lớn trưởng thành, đã bồi đắp tâm hồn và tình yêu cuộc sống của con. Con cò ở đoạn thơ này không còn là thân phận cô đơn nhọc nhằn khổ cực, mà đã trở thành người bạn thân thiết của con từ thuở nào. Ý nghĩa của lời ru thật là to lớn. Hình ảnh con cò trong đoạn thơ thứ nhất được xây dựng nhờ gợi ý của hình ảnh con cò trong ca dao. Còn trong đoạn thơ thứ hai, con cò lại là hình ảnh của trí tưởng tượng của những gì gắn bó với mẹ. Chính sự tưởng tượng đã tạo nên không khí huyền ảo pha trộn giữa thực và hư. Cò chẳng đến làm quen, cò đứng ở quanh nôi, rồi hình ảnh cánh của cò hai đứa đắp chung đôi. Các hình ảnh này đều không có thực, mà chỉ là hình ảnh tưởng tượng được khơi dậy bởi con cò trong lời ru của mẹ. Nhưng chính những hình ảnh siêu thực này đã tạo nên ấn tượng thần tiên trong trẻo tươi mát của tuổi thơ trong tình yêu thương của mẹ. Mạch cảm xúc có sự gắn kết chặt chẽ. Không gian tuổi thơ trong trẻo tươi mát với cánh cò trắng bay hoài không nghỉ theo bước đôi chân con đến trường đã nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật lớn lên để con làm thi sĩ. Cánh trắng của cò đã tạo nên ấn tượng thật tuyệt vời. Lớn lên, lớn lên, con làm gì? Con làm thi sĩ. Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ trước hiên nhà và trong hơi mát câu văn. Tiếp đó, chúng ta sẽ tìm hiểu đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba là ý nghĩa của hình ảnh con cò và lời ru. Hình ảnh siêu thực về con cò tiếp tục được triển khai trong đoạn này. Dù ở gần con, dù ở xa con, lên rừng xuống bể, cò sẽ tìm con, cò mãi yêu con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Cánh cò đã thành bạn bè tri kỷ của con, cánh cò đi vào cuộc đời, từ trong lời ru của mẹ thành biểu tượng về tình yêu thương. Mẹ đã dồn tình yêu cho con qua lời ru về con cò, đó là logic liên tưởng dẫn đến khái quát. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. À ơi, một con cò thôi, con cò mẹ hát, cũng là cuộc đời vỗ cánh qua nôi. Ngủ đi, cho cánh cò cánh vạc, cho cả sắc trời đến hát quanh nôi. Hình ảnh sắc trời đến hát quanh nôi làm hình ảnh siêu thực mang ý nghĩa tượng trưng. Trịnh Lan Viên từng nói, trong thơ tôi có một số hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng như hình ảnh trời xanh. Trời xanh nói lên một cái gì của cõi mơ ước. Lời ru, bài hát ru về cánh cò đã truyền tải ước mơ của mẹ về tương lai của con, mơ ước một cuộc sống đang chờ đợi phía trước. Cánh cò mẹ hát đã đem cả cuộc đời đến cho con từ thuở nằm trong nôi. Dẫu cho đến khi con lớn lên đi khắp chân trời góc bể thì con vẫn là đứa bé bỏng trong nôi ấy. Suốt cuộc đời, cánh cò vỗ cánh qua nôi, cánh cò đem tất cả những gì tốt đẹp nhất đến quanh nôi con để ôm ấp lấy tâm hồn con. Đa phần các câu thơ trong đoạn này được cắt ra theo nhịp của những câu đồng dao quen thuộc, khéo léo gợi ấn tượng về không gian huyền ảo của trẻ thơ và thời thơ ấu. Chính vì thế, có rất nhiều những bài thơ viết về tình yêu thương của mẹ dành cho con. Thế nhưng, bài thơ của Trịnh Lan Viên với cách tiếp cận độc đáo là cánh cò đã để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ sâu sắc. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ bài. Chúng ta thấy về nghệ thuật, bài đã sử dụng rất rộng rãi các phép nhân hóa, điệp ngữ. Ngoài ra, tác giả vận dụng sáng tạo hình ảnh
và giọng điệu của ca dao. Cậu mới thể thơ tự do, linh hoạt và sử dụng hình ảnh mang tính nghĩa ý nghĩa triết lý. Từ đấy, bài thơ đã thể hiện cho chúng ta thấy những cảm nhận suy ngẫm về tình mẹ, về lời mẹ ru. Tới đây, chúng ta đã kết thúc bài học. Xin chân thành cảm ơn các em đã lắng nghe. Xin chào tất cả các em.